Let's go. Good. Don't care. I think we have enough time. Okay, add your friend. Yeah, my Facebook. Yeah, add me. We have 1 hour left. And Viper, you can do it. You can do it. Do it. Do it. Come on, using Archer. Sơ hiệu. Nhưng mà khó một cái là Rocket Time. Rocket Time, that's okay. I think Macron can use 5 bone. Mấy thằng này đang tranh luận về Electro Giant. Yes, I just drop. My deck not good, this is Syndra. Thằng kia không dám đẩy Elix 33 à, luôn. Fireball, yeah. I know. Rocket time. Rocket time. Rocket time. Cái deck này mô tả thank you.
Tomato. Good. So favorites, you're lodging a week, right? I see you use after the winning game. Yes. Forget Eric, next game, don't hold it, don't worry. Ooh, spam tornado is so good. Tornado. Good. And he needs two rocket again. Tornado. Yes. Be careful, rocket time. Rocket time, who will win? Rocket time. No way. Rocket time. Oh, why? You should I rocket is better. Try I take King Tower by bad bandits, not good. Oh, when the new update come? Nothing idea, bro. Ah, new balance. New balance. I don't know. But the new apps that we have in forty-seven minutes. To on Goblin Brew? No. I think like no.
Come on. Rocket time, rocket time, rocket time. Woo! Very nice tornado! Very nice tornado! Wow! Wow! Look at this! Guy, come back. Come back, come back, come back. Có ai đánh Electro Giant của anh u nhiều lắm. Nhưng mà anh không thích đấy đấy, anh ghét thích đấy. Mình ghét đất đấy đấy. Đất đấy mình rất là toxic. Và gần như khi mà mình gặp đất đấy là mình không thể nào thù được. Đó là lý do tại sao mình ghét. Ok, come back ladder. Come back Viper. He just lost when he facing Electro Giant deck in on the last matchup, and now he changed. He come back. And, yes, meeting finished. Thôi, chừng deck nhờ thằng đánh, nhưng mà deck đấy không skill. Thì thế nào mình check xem có ai đánh không? First time, welcome. Bana người ô oh, Bana đang anh lại bây giờ không chơi quay mình check nó đấy đợi chút nào đúng rồi chơi Tesla thì nó sẽ có building và nó sẽ thu hút được như kiểu là Ram Rider hay nó chẳng hạn. Nhưng mà nhiều khi mình thay Ram, mình thay Tesla thì mình gặp ngay cái gì đó bạn biết không? Mình gặp ngay Balloon. Mà nó Balloon gì biết không? Balloon toàn gặp với lại Minion thôi. Khó. Nói chung là khi mà thanh được hồi đấy thì toàn gặp những cái mắt chắc nó kiểu gì. Woohoo!